Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Nghe Nhìn Audio. Hôm nay thì Ngọc sẽ mang đến cho mọi người một phối ghép mà có thể nói chúng ta không nên bỏ qua ở phân khúc tầm giá 25 triệu, bao gồm âm ly Denon và loa đến từ Monitor Audio với mẫu Prone thế hệ 6. Nói về Monitor Audio và mẫu loa Prone thì đây là những mẫu loa đã mang lại rất nhiều những giải thưởng danh giá cho Monitor Audio, như là những giải thưởng liên quan đến cặp loa đáng giá nhất này, rồi cặp loa không có đối thủ trong phân khúc giá, và đặc biệt trong đó là giải thưởng ASA, giải thưởng của Hiệp hội Nghe Nhìn Châu Âu dành cho cặp loa Prone 100 thế hệ 6. Đây là cặp loa book sale giá trị nhất, và giải thưởng này có thời hạn ở trong năm 2020 và cho tới năm 2021. Rất là kinh khủng đúng không ạ? Và hàng loạt những cái đánh giá 5 sao khác thì chúng ta không thể nào mà đếm được. Ok, đi vào chi tiết hơn, những cái món mà chúng ta sẽ có trong ngày hôm nay đó chính là mẫu loa Prone 100 thế hệ 6. Thì nói về tổng thể thiết kế, mọi người có thể thấy rằng nó sẽ không có nhiều điểm khác biệt so với mẫu Prone thế hệ 5, nhưng nó đã to hơn. Tổng thể về bề ngang thì nó đã to hơn. Tại vì sao nó to hơn thì chút nữa Ngọc sẽ giải thích cụ thể đến cho mọi người. Và với cái mẫu loa này thì chúng ta cũng đã có những cái đường nét thiết kế hiện đại đan xen lẫn với những cái nét retro để giúp cho chúng ta có thể phối ghép với nhiều không gian phòng khác nhau so với mẫu năm ở bên này. Đây, mọi người sẽ nhìn mẫu năm ở bên này thì nó cực kỳ retro, đặc nét retro từ trước ra sau, nên khi mà chúng ta có một không gian quá hiện đại thì sẽ hơi khó phối ghép với cái mẫu loa thế hệ thứ 5. Quay trở lại với mẫu loa Prone thế hệ thứ 6, thì về thùng loa của nó, chúng ta vẫn sẽ có vật liệu là gỗ MDF với cái độ dày trung bình là khoảng 15 ly, và cái điểm dày nhất chính là cái phần mặt trước của loa thì nó sẽ lên tới là 21 ly. Mọi người sẽ nhìn ở mặt trước này nhá, nhìn ở mặt trước này ạ, thì cái phần driver này được bắt vào mặt trước một cách rất là đặc biệt, không sử dụng những cái con ốc thông thường ở trên đây mà sẽ sử dụng một con ốc được chống từ phía sau thùng loa lên cái củ loa, vào cái điểm đó chính là giữa cái phần nam châm. Thì đây, anh cameraman sẽ đi sang đây để chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào con ốc này. Đó, đây chính là cái điểm đặc biệt ở cái phần mà gắn cái driver loa. Từ đó thì nó sẽ giúp cho cái phần driver loa này nó không bị rung cộng hưởng lên cái phần mặt trước của loa, rất là đặc biệt. Còn tại vì sao mà Ngọc lại nói là cái phần ngang của thùng loa này nó đã to hơn so với thế hệ 5? Đó là cái củ loa woofer nó đã to hơn so với thế hệ 5. Trước đây thế hệ 5 thì củ loa woofer to nhất nó sẽ chỉ là 6.5 inch mà thôi. Còn trên cái mẫu thế hệ thứ 6, chúng ta đã có củ woofer lớn nhất lên tới là 8 inch. Như vậy là về bề ngang của loa phải lớn ra thì mới có thể chứa được cái củ loa lớn hơn như vậy. Và về cái phần màng của loa này, mọi người có thể thấy về độ dốc của nó đã dốc hơn, và nó sẽ sử dụng phần mềm phân tích phần tử hữu hạn để có thể tính toán được cái độ dốc của màng loa sao cho hợp lý nhất, phù hợp nhất với thùng loa. Rồi trên đây thì chúng ta sẽ có driver Twister C-Cam, một cái driver loa đã rất nổi tiếng của Monitor Audio. Nó sẽ sử dụng màng hợp kim manhê siêu nhẹ và được phủ lên lớp ceramic, sau đó thì anode bằng một lớp vàng, từ đó thì gia tăng độ cứng để tránh bị méo biến dạng trong cái giải tần mà nó hoạt động. Và độ tuyến tính của nó sẽ lên tới là 35 kHz, rất là cao ạ. Và mọi người sẽ nhìn tiếp theo vào cái phần màng của driver Twister thì nó sẽ bao gồm rất nhiều lỗ được thiết kế dạng tổ ong lục giác. Với thiết kế như thế này thì nó sẽ giúp cho cái Twister có độ mở lớn và cái độ mở âm hình nó cũng rộng. Và khi chúng ta ngồi lệch điểm ngọt thì nó vẫn sẽ cho những cái trải nghiệm đều là tương đồng. Và với cái mẫu Prone thế hệ thứ 6 này, chúng ta sẽ có tổng cộng là 8 model, bao gồm là model Prone 50 này, Prone 100 chúng ta đang có ở đây, Prone 200, Prone 500. Chúng ta sẽ có mẫu Prone Center, đây là Prone C150. Bên dưới này thì sẽ là mẫu woofer Prone VK10. Và ngoài ra chúng ta sẽ có thêm hai mẫu loa surround nữa. Đây là mẫu loa surround AMS và nó có khả năng đẻ lên trên đầu của mẫu loa Prone 200. Nhìn nó cực kỳ hợp lý đúng không ạ? Nếu như mọi người không muốn treo nó lên tường. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tới với âm ly Denon mà đang có ở đây. Thì tổng thể về mẫu âm ly này nhìn nó cũng rất là đơn giản mà thôi, với màu đen tuyền ở bên ngoài và vỏ là bằng kim loại. Âm ly này thì nó sẽ có công suất là 145W 8 ohm cho mỗi kênh, và nó có thể phù hợp với đa số tất cả những mẫu loa từ 4 ohm cho tới 16 ohm đang có mặt trên thị trường. Như vậy thì mọi người có thể dễ dàng phối ghép
với nhiều thể loại loa hơn mà không lo nó bị giới hạn ở cái gì cả. Và với mẫu âm ly tích hợp này thì chúng ta cũng sẽ có rất nhiều công nghệ, đặc biệt trong đó phải kể tới đó là công nghệ HDMI ARC hỗ trợ chúng ta lên tới là độ phân giải 4K HDR, thích hợp với nhiều những mẫu TV thông minh hiện đại nhất hiện nay. Nó cũng sẽ hỗ trợ những kết nối không dây như là Wi-Fi này, Bluetooth và AirPlay 2, và nó cũng được tích hợp luôn hệ điều hành thông minh Denon Helios để giúp cho mọi người có thể kết nối đa phòng, và ngay cả trợ lý ảo Alexa thì nó cũng sẽ được tích hợp. Bên trên đây thì chúng ta sẽ có một số những cái núm xoay để có thể thay đổi ngõ vào này, rồi tinh chỉnh bass, treble, balance, và chúng ta cũng sẽ có một cái núm volume rất là to. Nói chung đây là một mẫu âm ly tích hợp mà đầy đủ công nghệ trong phân khúc tầm giá 17 triệu mà rất hợp lý để phối ghép với cặp loa Prone 100 mà chúng ta đang có ở đây. Còn một cái điều nữa mà Ngọc muốn chia sẻ đến cho mọi người, đó là với cái công suất lên tới là 145W cho mỗi kênh, thì sau này nếu như mọi người có nhu cầu nâng cấp từ mẫu Prone 100 lên cái mẫu 200 hoặc là 500 thì nó vẫn có thể đáp ứng được. Và với cái việc tích hợp cái Denon Helios thì chúng ta có thể điều khiển được cái âm ly này chỉ thông qua một cái app đang có trên điện thoại. Thì đây, mọi người hãy xem với Ngọc nhé. Đây, Ngọc mở app Helios trên điện thoại này. Thì ở trong đây nó sẽ cho chúng ta quản lý được rất nhiều phòng khác nhau. Thì đó là cái kết nối đa phòng. Hay là qua bên Music này thì mọi người sẽ có rất nhiều những cái trang nghe nhạc từ chất lượng cao tới chất lượng thấp. Spotify này, rồi SoundCloud cũng có này, rồi Tidal này. Đó, mọi người muốn nghe nhạc ở cái nào thì có thể mở Helios lên mà không cần phải mở những ứng dụng rời rạc ở bên ngoài. Nó rất là tiện đúng không ạ? Và bây giờ thì Ngọc sẽ mở Tidal và chúng ta sẽ cùng nhau nghe nhạc nhé. Je voudrais le soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de peau de mer. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Và như vậy thì chúng ta đã cùng nhau nghe tổng cộng là 3 track nhạc ở trên setup ngày hôm nay, setup trong tầm giá 25 triệu. Và với bài đầu tiên khi mà chúng ta nghe qua Tidal với một bài hát của Stacey Kent thì mọi người có thể thấy cái sự ấn tượng của cái Twitter này mang lại là như thế nào. Thường thì với những mẫu loa dưới 10 triệu, cái giải treble nó không bị chói đã là may rồi. Nhưng với
giải chép trên cái cặp loa đó là Prone 100. Nó không những không bị chói mà nó lại mang đến cho chúng ta một chi tiết rất là ngon, độ nhuyễn tốt, đặc biệt là những cái tiếng ngân của cymbal. Có thể nói rằng cái giải chép ở trên cái cặp loa này là không có gì để chê. Hay là cho tới giải vocal thì Ngọc cũng có thể nói rằng Ngọc chẳng mong gì hơn nữa ở trên cặp loa này. Tiếng của Stacey ra rất êm và có thể nói rằng nó có độ ngọt. Nó có độ ngọt. Rồi cho tới một cái ưu thế nữa khi mà kết hợp với mẫu âm ly Denon, đó là như Ngọc đã nói thì nó có khả năng kết nối được với những TV thông minh thông qua kết nối HDMI ARC. Thì như vậy chúng ta có thể stream nhạc trực tiếp từ trên TV xuống thông qua những nền tảng như là YouTube chẳng hạn. Và với bài nhạc Bolero mà chúng ta vừa nghe thì mọi người cũng có thể thấy rằng là nó chơi tốt ngay cả nhạc Việt. Những cái bài nhạc Bolero nó có thể chơi được với rất nhiều những thể loại nhạc khác nhau. Và mọi người thấy sao về setup 25 triệu ngày hôm nay với âm ly đến từ Denon và mẫu loa Prone đến từ monitor audio? Xin một comment để lại ý kiến mọi người ở phía bên dưới phần bình luận của video. Và trong những setup tiếp theo thì mọi người muốn Ngọc sẽ chia sẻ cho mọi người những setup ở trong tầm giá bao nhiêu tiền thì cũng để lại yêu cầu phía bên dưới nhá. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm những setup tốt nhất trong phần khúc giá. Còn bây giờ thì mọi người đừng quên để lại một like, share, bấm subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam, Nghe Nhìn Audio. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau.